Ngày hôm nay theo chân ông chủ tịch thì ông ấy chạy xuống Bình Phước ấy. Đi rộng rã cả ngày. Bình Long, Bình Phước. Hôm qua, tối hôm qua 11 giờ đêm từ dưới Đồng Nai về, mà sáng nay ông ấy bắt đi xuống Bình Phước để lấy con Y10-219 bản đủ này. Đó, anh chủ xe thì anh đang chạy đằng trước, anh ra dẫn đường này. Đấy, ông này ông cho đi rong ruổi này. Xe cọp ra, cọp phi ngay. Đấy, anh em nào mà đang có bạn bè người thân gia đình của mình muốn bán xe thì anh em có thể giới thiệu cho chủ tịch em nhá. Sau khi mà em mua được xe hoặc là em bán được xe thì em sẽ gửi tiền cà phê cho anh em để anh em gọi là lấy vui anh em nhá. Cà phê uống tháng là được rồi. Cà phê không, cà phê của chủ tịch chắc uống phải hơn tháng đấy. Ờ đấy, anh chủ ấy nha, anh chủ rất là dễ thương nha, anh ra tận ngay ngã tư anh đón vào. Tại vì anh này, anh chủ này thì không biết gửi vị trí đó, nên anh chỉ đến cái địa điểm đó thì bọn em đến nơi thì anh ấy dẫn chạy ra dẫn vào tận nhà. Con Y10-219 bản đủ này thì một chủ mua mới anh em nhé. Xe mới đi được mười mấy ngàn thôi. Sơ cua chưa hạ, nguyên dàn lốp theo xe. Xe này thì em về phục vụ cho anh em. Anh em nào mà mua được những con xe như này thì quá là ok luôn anh em nhé. Xe này vào đường. Ở đây là đường Trần Hưng Đạo. Chủ tịch có đi mua xe toàn quốc không chủ tịch? Hay là chỉ mua loanh quanh chủ tịch, chỗ chủ tịch thôi? Gần gần thôi, bán mấy trăm km. Mấy trăm km à? Ở xa quá. Có vào được không? Mất thời gian, được. Vào được không thì... Được. Đường quá nhỏ luôn anh em nhé. Chuẩn bị chủ tịch em vào hang bắt cọp đấy nhá. Cọp này là cọp chúa. Nói chưa, nói đùa với anh em thì đây là một con xe siêu lướt anh em nhá, mới đi được mười mấy ngàn thôi anh em ạ. Ở đây là chủ nhà này. Đấy. Nguyên lốp theo xe này. Rồi. Ok, thì bây giờ em tắt video nhá. Đó, để đây thấy chủ tịch nói chuyện đi này. Đấy, giờ tới tận nhà rồi anh em nhé, đi gần 2 tiếng đồng hồ. Đây, chiếc xe rất đẹp rồi. Chào chú ạ. Đây, 2019 anh em nhé. Rượu, cái này là rượu Vĩnh Long này chú ơi. Ui dồi. Ông này ông mua chưa vào, chưa mua xe gì hết lại lấy khăn rượu à. Vào làm chén rượu ra rồi cơ. Rồi. Gì? Vào làm chén rượu ra đây rồi lại xem xe. Có ai mời không mà làm? Hả? Ê, quay quần chiếc xe. Đây nè. Ui. Xe công nhận là còn thơm cái mùi xe mới này em ơi. Ui, có cái bọc ni lông anh em ơi. Này này, đúng quá, chiếc con xe quá cọp rồi. À, em có chủ nhà đây nói hơi nhỏ hơi ngại, tại vì mình chưa đặt vấn đề, chưa mua xe cho nên nói nhỏ cho anh em chủ nhà nghe đôi khi ngại. Đây còn thơm cái mùi xe mới luôn em này. Đó, mùi vô lăng này. Ui. Đấy. Xe này anh mua mới từ đầu luôn anh. Đấy, xe này xe mua mới từ đầu luôn em, một trụ mua mới. Đây, có trụ đang ngồi kìa. À, chạy có 13.000 thôi em ơi. Trời, con xe này em có công nhận, con xe này qua em ngồi trong này em có nói cho anh em xem, con xe này quá đẹp luôn em ơi. Đây, chúng được gọi là cọp rồi đây này, còn này, giá cao em vẫn mua nhá. Những con xe như vậy thì anh em đây. Một con xe giới thiệu cho anh em thì có 13.000 km thôi, một chủ mua mới. Chủ rõ nguồn gốc rõ ràng đây anh em nha. À, chứ anh em đừng có nói em là đi mua xe đâu không rõ nguồn gốc. Đây này, chủ ngồi ngay đây này. Một chủ mua mới từ đầu. Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn em. Đấy, trong này em khóa cửa em nói to tí, giờ ngoài kia nói to quá đôi khi ngại. Tại vì mình chưa đặt vấn đề mua xe, ngả giá. Để thấy xe đẹp em nói cho chạy 13.000 thì mới xuống tận nơi để mình xem thôi. Đừng quay cho anh em tham khảo. Ui, ghế nị còn thơm nguyên cái mùi ghế mới anh em ơi. Siêu lướt anh em nhá. Còn hai chìa khóa theo xe đây. Đấy, cực kỳ là cọp.
Đó, xe này em mua về được thì anh em nào thích thì em gà lại nha. Đây này. Đấy. Đây. Đó, anh em nào quan tâm thì follow và cho em Việt một nút follow nha.